Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Tây Đô Ngày Mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 4 năm 2024, chương trình có các nội dung nào đáng chú ý, chúng tôi sẽ điểm qua ngay sau đây. Năm nay sẽ thí điểm cơ chế tính giá điện hai thành phần như cước điện thoại. Tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2023-2024 theo hướng có lợi cho học sinh. Làm sao để biết được đâu là thời điểm vàng để chỉnh nha tăng trưởng cho bé, để có hàm răng đẹp, chắc khỏe? Chúng ta cùng tìm hiểu trong chương trình sáng nay. Đi vào nội dung chi tiết, thưa quý vị, năm nay sẽ thí điểm cơ chế tính giá điện như cước điện thoại. Đó là khẳng định mới đây của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN liên quan đến việc xây dựng cơ chế giá điện hai thành phần, bao gồm giá điện theo công suất và điện năng. Theo đó, EVN đang báo cáo Bộ Công Thương để sớm triển khai các cơ chế giá điện hai thành phần nhằm có thể thực hiện thí điểm sớm trong năm nay, từ đó có thể triển khai diện rộng trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Việc triển khai thí điểm cơ chế giá điện hai thành phần tính theo công suất và điện năng sẽ tạo ra sân chơi minh bạch, công bằng, hiệu quả hơn cho tất cả các bên, kể cả phía nhà máy điện, nguồn điện cũng như doanh nghiệp sử dụng điện và người dân. Đây cũng là điều kiện góp phần đáp ứng được nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho Bộ Công Thương thực hiện, tiến tới việc hoàn thiện và vận hành thị trường điện cạnh tranh. Để xử lý tình trạng SIM, tin nhắn rác, cuộc gọi rác, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát triển một công cụ giúp người sử dụng tra cứu xem mình đang sở hữu bao nhiêu SIM. Cụ thể, thời gian qua, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Cục Viễn thông phối hợp cùng các nhà mạng thay đổi cú pháp nhắn tin để kiểm tra thông tin thuê bao qua đầu số 1414. Theo đó, với cú pháp mới, để tra cứu thông tin về lượng SIM đang sở hữu, chủ thuê bao sẽ phải cung cấp kèm số căn cước công dân. Điều này nhằm bảo mật thông tin thuê bao cho người sử dụng. Thống kê cho thấy, các nhà mạng đã nhận được 6 triệu lượt tin nhắn đến tổng đài 1414 kèm theo số giấy tờ để kiểm tra thông tin thuê bao. Đến nay, người sử dụng di động đã dần quen với cú pháp tra cứu mới. Trong khoảng thời gian từ 1 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024, Cục Viễn thông ghi nhận khoảng 1 triệu 620.000 giấy tờ, tương ứng 7 triệu 900.000 SIM thuộc tập thuê bao có từ 4 đến 9 SIM. Đến nay đã có khoảng 1.200 số thuê bao phản ánh tới các doanh nghiệp viễn thông thắc mắc về số SIM lạ mà mình đang sở hữu. Từ đó, các nhà mạng đã loại bỏ các số thuê bao trong danh sách mà khách hàng phản ánh, thực hiện các thủ tục khóa một chiều, hai chiều với các thuê bao không đúng tên giấy tờ. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đơn vị đã phối hợp với Bộ Công an kết nối chia sẻ xác thực đồng bộ thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đáng chú ý là đến nay toàn quốc có 1.240 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với hơn 2,5 triệu dữ liệu được gửi. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc liên thông giấy khám sức khỏe lái xe qua hạ tầng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giúp người dân có thể đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe hoàn toàn trực tuyến, thay vì phải đến nơi cấp giấy phép lái xe để nộp bản giấy của giấy khám sức khỏe lái xe như trước đây. Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an 2024 diễn ra ngày 6 và ngày 7 tháng 7 với 2.150 chỉ tiêu đại học chính quy tuyển mới từ nguồn học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và chiến sĩ nghĩa vụ, tăng 150 so với năm 2023. Một trong những điểm mới của việc tuyển sinh vào khối trường công an năm nay có thể kể đến là tuyển thẳng đối với thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc thí sinh được chọn tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực châu Á, châu Á Thái Bình Dương theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh. Theo hướng dẫn tuyển sinh năm 2024 do Bộ Công an vừa ban hành, năm 2024, việc tuyển sinh vào các trường khối công an nhân dân giữ ổn định như năm 2023 và giữ nguyên 3 phương thức xét tuyển đối với tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới.
Tại kỳ họp thứ 14 kỳ họp chuyên đề vào sáng hôm qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã thông qua 8 nghị quyết đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và các quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố Cần Thơ, theo các nghị quyết của thành ủy và Hội đồng Nhân dân thành phố đã đề ra. Kỳ họp do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Đồng chí Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố. Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã thông qua nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2023-2024. Đối với mức học phí này, người dân chỉ đóng học phí với tổng số tiền ước tính hơn 79 tỷ 500 triệu đồng so với mức quy định của nghị quyết 10/2023, Hội đồng Nhân dân đã ban hành ước hơn 318 tỷ đồng. Mức học phí ở các cấp học, mầm non và tiểu học, cấp quận 71.000 đồng một tháng một học sinh, cấp huyện 32.000 đồng một tháng một học sinh, trung học cơ sở, cấp quận 65.000 đồng một tháng một học sinh, cấp huyện 33.000 đồng một tháng một học sinh, trung học phổ thông, cấp quận 75.000 đồng một tháng một học sinh, cấp huyện 43.000 đồng một tháng một học sinh. Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã quyết nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 9 trung tâm y tế huyện với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 135 tỷ 600 triệu đồng. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 110 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư hai dự án này từ ngân sách trung ương, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế và vốn ngân sách địa phương. Ngoài ra, quyết nghị thông qua nghị quyết giao 1.853 biên chế công chức trong cơ quan tổ chức hành chính của thành phố năm 2024 và các nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đầu tư ngân sách. Trên cơ sở các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương chỉ đạo việc thể chế hóa cũng như sớm triển khai thực hiện các nghị quyết này, làm cơ sở cho quá trình chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố, đặc biệt là đối với các dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và 9 trung tâm y tế tuyến huyện. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng các trình tự thủ tục pháp luật quy định để đảm bảo đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 phải thực hiện hoàn thành việc giải ngân đối với nguồn vốn trung ương theo quy định. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Hiểu đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thường xuyên đôn đốc và giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết, đồng thời chuẩn bị chu đáo nội dung kỳ họp thường lệ của Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến vào tháng 7 tới. Thời gian từ đây đến kỳ họp thường lệ giữa năm không còn nhiều, do đó tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo các sở ban ngành có liên quan khẩn trương tích cực chuẩn bị chu đáo nội dung các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết để trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, nhất là việc trình Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành các cơ chế chính sách nhằm kịp thời thể chế hóa và thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Bộ Chính trị, của Quốc hội, của Chính phủ, các nghị quyết, chương trình, đề án của Thành ủy, đảm bảo đúng tiến độ theo chương trình xây dựng nghị quyết toàn khóa của Hội đồng Nhân dân thành phố đã đề ra. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã biểu quyết thống nhất cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Thành do nhận nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thưa quý vị, điện thoại, máy tính cá nhân của chúng ta hiện nay lưu trữ rất nhiều tài khoản, trong đó có tài khoản ngân hàng. Và liên quan đến các vụ tấn công mạng xảy ra gần đây, theo các chuyên gia an ninh mạng, người dùng cần trang bị kiến thức cần thiết phòng ngừa rủi ro bị mất cắp dữ liệu. Để phòng tránh việc này, người dân cần nâng cao nhận thức khi tham gia vào Internet bằng cách trang bị các kỹ năng để an toàn. Trong đó, nếu ai đó mạo danh tổ chức, cơ quan nhà nước gọi điện yêu cầu cài đặt thì không bao giờ cài, bởi các cơ quan tổ chức nhà nước không bao giờ làm việc với công dân qua điện thoại. Đặc biệt, nếu chúng ta không biết rõ đó là đường link gì, thì không bao giờ bấm vào nó, nhất là các đường link yêu cầu nhập tài khoản, mật khẩu thì chúng ta tuyệt đối không nhập.
Tiếp theo là có biện pháp xác minh xem thông tin có đúng hay không trước khi thực hiện theo hướng dẫn. Đối với các doanh nghiệp, chuyên gia cảnh báo cần đầu tư nâng cấp các thành phần còn thiếu để đảm bảo an ninh, trong đó đặc biệt chú ý hệ thống sao lưu và giám sát. Đào tạo phổ biến kỹ năng an ninh mạng cho quản trị, người dùng, rà soát xây dựng lại toàn bộ quá trình vận hành. Mỗi năm rà soát hệ thống ít nhất một lần. Việc rà soát phải được tiến hành cẩn thận, không nên làm kiểu đối phó. Nếu rà soát kỹ, có xác suất phát hiện được mã độc nằm dùng. Thưa quý vị, với mức giá sầu riêng cao chót vót như hiện tại, nhiều nhà vườn trồng sầu riêng tại Vĩnh Long phấn khởi vì thu về lợi nhuận cao. Theo nhiều nhà vườn trồng sầu riêng, hơn một tuần qua thương lái vào tận vườn tìm mua sầu riêng với giá từ 100.000 đồng đến 120.000 đồng một ký đối với loại phổ biến là Ri 6, tùy chất lượng và kích cỡ trái. Đây là mức giá cao trong nhiều năm trở lại đây. Với năng suất sầu riêng bình quân từ 3 đến 3,5 tấn một công, sau khi trừ hết chi phí, nhà vườn thu lợi nhuận cao. Nhiều nhà vườn cũng cho hay, thời điểm này, do ảnh hưởng thời tiết nắng nóng, khô hạn và sâu bệnh, khiến nhiều diện tích vườn sầu riêng bị cháy lá, sụt giảm năng suất. Mặc dù vậy, nhờ giá sầu riêng năm nay cao hơn các năm trước, nên nhà vườn vẫn có lợi nhuận khá. Thành phố Cần Thơ và huyện Phong Điền đã rất nỗ lực xây dựng được mái vườn trồng sầu riêng. Các đơn vị kinh doanh có uy tín và thương hiệu thì cũng tham gia đầu tư cơ sở vật chất, liên kết để hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu trái cho nông hộ. Tuy nhiên, tại Phong Điền, đang diễn ra tình trạng mua bán sầu riêng non và diễn biến giá cả trồi sụt bất thường, có nguy cơ ảnh hưởng thương hiệu và phá vỡ các quy trình canh tác bền vững theo hướng xuất khẩu. Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Minh NLS hiện đã hợp tác bao tiêu khoảng 600 hectare tại Cần Thơ, nhiều nhất là tại xã Tân Thới thuộc huyện Phong Điền. Tại Cần Thơ, công ty đã hợp đồng với các điều khoản như hướng dẫn kỹ thuật, chăm sóc dùng nguyên liệu, kiểm soát đầu vào phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các quy chuẩn quy trình đảm bảo được phép xuất khẩu. Đơn vị này vừa có chuyến khảo sát thị trường Trung Quốc đã nhận thấy có rất nhiều thùng hàng sầu riêng, cơm non, cơm yếu và nhiều sâu bệnh. Theo doanh nghiệp, giá sầu riêng mùa nghịch các năm trước chỉ tăng 60-70%, năm nay tăng đột biến đến 200%. Bản thân doanh nghiệp thì thu mua thì thường thường là trước ngày thu hoạch. Từ 7 đến 10 ngày thì doanh nghiệp sẽ cho kỹ thuật xuống kiểm tra về chất lượng cũng như là mang sản phẩm đi kiểm nghiệm xem còn tồn dư cái thuốc bảo vệ thực vật không hoặc có nhiễm cái chất gì hay không và kiểm tra độ chín của trái đạt phải từ 80 đến 85%. Cơm vàng, bột ngọt thì doanh nghiệp mới thu mua, nhưng mà năm nay thì có một số bà con thì cũng có thông báo cho công ty là năm nay thì lên vào thăm vườn và xem mua sớm một chút, thương lái họ đi mua nhiều lắm, họ mua năm nay họ mua sớm quá. Thì đó là cái khó khăn cho doanh nghiệp và cũng là một cái lũng loạn thị trường cho cái giá đột biến của năm nay Do chỉ thu mua xuất khẩu, không kinh doanh nội địa, nên công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Minh NLS rất chú trọng đến yếu tố tiêu chuẩn trái. Chậm nhất 15 ngày sau khi kiểm tra, nếu đánh giá đạt chất lượng sẽ thu mua theo giá thị trường. Nếu chưa đạt thì hướng dẫn để nhà vườn chăm sóc hiệu quả hơn. Đơn vị cho biết sau khi cân trái là thanh toán liền tiền bán sầu riêng cho nhà vườn và chỉ khấu trừ chi phí vật tư phân bón đã hỗ trợ vào cuối vụ. Tuy nhiên, trái thu hoạch cần phải đạt 85% độ chín, không cắt trái non, trái sâu bệnh. Khi mà có mối liên kết á, thì mình yên tâm hơn. Tại vì khi mà mình đã ký kết hợp đồng với công ty rồi, thì họ sẽ mua mình với cái giá, chốt cái giá ổn định hơn. Mình không có sợ cái trường hợp mà bị lên giá lên xuống thất thường. Khi mà bán những cái thương lái tự do thì họ có những cái cách mà mua bán như kiểu họ muốn mua cho được thì họ chốt cái giá cao và khi xảy ra chuyện mà giá nó tuột đó thì họ có những cái cách mà nhà vườn không hài lòng giống như là xin giá rồi bỏ vườn hoặc là cắt với hình thức nhà vườn không vừa ý. Cần Thơ có khoảng 5.000 hectare trồng sầu riêng, nếu rà soát đầy đủ diện tích trồng loại cây có giá trị kinh tế này cũng gần gấp đôi số thống kê. Riêng tại huyện Phong Điền, diện tích trồng đã trên 3.530 hectare, cho trái gần 2.000 hectare, mỗi năm thu hoạch trên 32.600 tấn trái. Đây là con số đáng để suy ngẫm của hàng trăm ngàn tấn sầu riêng Cần Thơ sẽ về đâu trước những diễn biến trồng và bán như hiện nay. Cái hiện tượng mà thu cái trái non mà bán qua trên mạng thời gian qua thì nói chung là đặc biệt là ảnh hưởng đến
cái thương hiệu của sầu riêng ở tại địa phương. Thứ nhất là khi cái trái mình thu nó chưa đến cái độ tuổi nó non thì cái sản phẩm khi ra cái muối sầu riêng ăn thì nó rất là nhạt, nó không có cái độ hương vị của sầu riêng. Thì nó làm ảnh hưởng tới cả cái những cái lô sầu riêng sau khi chúng ta xuất khẩu hoặc chúng ta bán ra thị trường thì người dân có hướng là sẽ tẩy chay những cái lô sau. Việc bán hay mua sầu riêng non và phá vỡ các kỹ thuật canh tác chất lượng cũng như mối liên kết, vô hình chung sẽ làm cho người tiêu dùng nội địa tẩy chay nông sản trên sân nhà, chứ chưa kể đến chuyện xuất khẩu. Sự việc này không chỉ xuất hiện ở huyện Phong Điền mà cũng đã từng xảy ra ở quận Ô Môn và huyện Thới Lai của thành phố Cần Thơ. Do kém chất lượng nên đã có một số nơi bị thu hồi mã vùng trồng sầu riêng. Sầu riêng là loại cây trồng lâu năm, đầu chỉ thu hoạch một mùa một vụ, nên các bên có trách nhiệm cần nhận rõ thiệt hơn để đừng tái diễn hình ảnh trồng rồi sớm chặt như một số loại cây trồng khác. Quý khán giả thân mến, cây răng, cái tóc là gốc con người. Nếu sở hữu một hàm răng đẹp, chắc khỏe, không chỉ có một nụ cười xinh xắn mà còn giúp chúng ta tự tin và có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, thì theo thống kê của Viện Răng Hàm Mặt Trung ương, nước ta có khoảng 85% trẻ từ 6 đến 14 tuổi gặp các bệnh về răng. Trong đó thì bệnh lệch răng là phổ biến nhất. Vậy lệch răng gồm các dạng nào và làm sao để biết được đâu là thời điểm vàng để chỉnh nha tăng trưởng cho bé để có hàm răng đẹp chắc khỏe? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây. Răng mọc chen chúc, răng thưa, hồ răng hàm trên, khớp cắn ngược hay cắn chéo thường gọi là móm, khớp cắn hở, khớp cắn sâu, răng bị lệch đường giữa là những dạng lệch răng thường gặp ở trẻ, khiến hoạt động nhai trở nên bất tiện. Nếu không can thiệp kịp thời, có thể dẫn đến nguy cơ gây hại đến sức khỏe như dễ đau khớp thái dương hàm, dễ gây lệch mặt, mất cân xứng gương mặt, phải nhổ răng, thậm chí phải phẫu thuật. Con cảm thấy răng con bị chìa ra và bị lệch. Khi mà con thấy răng con không đẹp thì con thấy rất là tự ti, con không có dám cười to. Em tới đây để chỉnh cái răng cho nó đều lại và không có bị hô, không có bị thưa. Tại vì trước đây là răng em nó bị thưa rất là nhiều luôn. Tình trạng con là đang bị mớm, bị lệch răng, lệch hàm và ăn bị khó chịu và nói cũng khó. Đó, với những cái lứa tuổi mà từ 6 đến 11 tuổi là đây là một cái lứa tuổi vàng cho sự phát triển của cái xương hàm của bé đó. Cái việc mà can thiệp về tiền chỉnh nha thì nó sẽ là tốt nhất trong cái giai đoạn này. Tại vì nó lúc này cái xương nó sẽ còn mềm thì mình có thể điều chỉnh những cái sai lệch về xương hàm dễ dàng nhất. Khi bé nó mọc răng lên thì nó sẽ có những cái sai lệch, những răng cửa nó bắt đầu nó lệch lạc rồi thì mình cần phải chỉnh liền. Những bé mà nó sẽ có những cái bất thường về di truyền như là ba mẹ là đã mớm rồi hoặc là ba mẹ đang có hô thì nó sẽ khả năng di truyền về hô sẽ rất là cao. Răng không mọc đúng vị trí nè, răng mọc ra ngoài hoặc vô trong nè, nó sẽ gây mất thẩm mỹ. Ngoài ra thì cái tình trạng này nó sẽ là gây việc chăm sóc răng miệng của bé nó sẽ rất là khó khăn. Bé nó sẽ rất là dễ bị viêm nha chu, là nó sẽ chảy máu á, hoặc là bé nó có một cái về dị tật bẩm sinh như là thắng môi bấm thấp thì nó sẽ gây ra hở kẽ vùng răng cửa, làm cho cái việc phát âm của bé nó sẽ khó khăn nè, và nó sẽ làm cho cái răng nó hở kẽ thì nó sẽ rất là xấu về thẩm mỹ. Thì những cái đó nó mình cần phải phát hiện sớm và mình điều chỉnh sớm. Chỉnh nha tăng trưởng cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi là tốt nhất. Đây còn gọi là thời điểm vàng, giúp tác động vào quá trình ổn định và định hình cấu trúc của răng, giúp răng mọc đúng vị trí. Và quan trọng hơn, chỉnh nha vào thời điểm này sẽ rút ngắn thời gian điều trị và giúp hạn chế đau nhức cho răng hàm của trẻ. Quý khán giả thân mến, thời gian gần đây khi các thức uống được giới trẻ yêu thích như là trà chanh giả tây, trà sữa đất nung, dừa hạ nhiệt, thì thức uống đựng trong ống tre lên ngôi thu hút nhiều người tìm mua. Và bắt kịp xu hướng này thì một bạn trẻ ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã đưa ra bán đa dạng thức uống đựng trong ống tre, thân thiện với môi trường và giải nhiệt trong những ngày nắng nóng như thế này. Trà đào, hồng trà, trà sữa,
và các loại trà trái cây đều được chị Hương đựng trong ống tre như thế này. Chị Hương mở bán từ 14 giờ đến 19 giờ tối mỗi ngày trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều. Thứ nhất là nó tạo nên cái sự độc đáo khác biệt và nó ống tre nó có tính thân thiện với môi trường. Ống tre này là em mua ở trên Đắk Lắk và mỗi lần em mua là em chỉ mua số lượng đủ dùng. Trong vòng 2-3 ngày bán hết thì em sẽ đặt tiếp để cho tre nó có độ tươi mới. Theo chị Hương, khâu lựa chọn ống tre rất quan trọng. Sau khi nhập tre từ vùng Tây Nguyên về, ống tre được chị cạo gọt, mài nhẵn tỉ mỉ, vệ sinh trong và ngoài ống, rửa sạch sẽ, phơi khô rồi mới đem vào phục vụ khách hàng. Mặc dù cái trà sữa ống tre này em chỉ mới bán gần đây thôi, nhưng mà cái sự ủng hộ của mọi người vượt xa ngoài với cái mong đợi của em, mọi người ủng hộ rất là nhiều. Nếu ống tre này thì em cảm thấy là nó gần gũi với thiên nhiên và em cảm thấy nó cũng mới. Thì uống nước ở trong ống tre thì nó cũng có cái mùi thơm của tre đó. Mua vậy em uống nè, em có thể là sử dụng lại được. Em rửa lại rồi em có thể là sử dụng cho lần sau vẫn được. Tùy thức uống, đựng bằng ống tre sẽ có giá khoảng 32.000 đồng. Dù cao hơn đựng trong ly nhựa nhưng vẫn phù hợp với túi tiền người mua. Mới mở bán gần đây, quán thu hút nhiều người tìm đến. Trung bình mỗi tuần chị Hương bán khoảng 200 ống tre thế này. Mô hình nhỏ nhưng là cách góp phần giảm rác thải nhựa ra môi trường. Thức uống đựng trong ống tre là điểm cộng tạo sự mới lạ, sự khác biệt, giúp quán lấy lòng khách hàng yêu thích lối sống xanh. Hiện nay đang là thời điểm thành phố Cần Thơ và nhiều địa phương đang trải qua những đợt nắng nóng gay gắt. Vì vậy, tại trường Đại học Greenwich, có một sinh viên chuyên ngành thiết kế đồ họa và kỹ thuật số đã nảy ra ý tưởng sáng chế một chiếc máy lạnh để tránh nóng. Dân thưa quý vị, máy lạnh thì không mới, nhưng điều độc đáo là máy lạnh của sinh viên này có thể di động và đồng hành đến lớp học. Bình minh năng động hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thiết bị mới này. Đây là chiếc máy lạnh di động do sinh viên Trương Tấn Tài, trường Đại học Greenwich sáng chế hơn 3 tháng qua. Ý tưởng xuất phát từ chủ đề biến đổi khí hậu của môn học thực hành thiết kế đồ họa tại trường, cũng như cái nóng gay gắt tại thành phố Cần Thơ, đã thôi thúc Tấn Tài suy nghĩ và sáng chế ra chiếc máy lạnh di động với kích thước nhỏ gọn. Em tận dụng những nguyên liệu và thiết bị hàng ngày và có thể là quen thuộc với chúng ta, ví dụ như là thùng nước đá giữ nhiệt hoặc là những chiếc xe đẩy thường ngày chúng ta vẫn thường thấy, thì em đã tận dụng và kết hợp lại ra được một thiết bị di động, vì nó có thể là vừa di chuyển và vừa quay được 360 độ. Em sẽ sử dụng năng lượng từ mặt trời để sử dụng làm nguồn năng lượng thiên nhiên và tốt cho môi trường nữa. Máy hoạt động dựa trên nguyên lý là hấp thụ năng lượng từ mặt trời, sau đó sẽ truyền tải qua bộ điều áp và từ đó tích lại điện trong cái bộ bình ắc quy của em. Và từ bộ bình ắc quy nó sẽ truyền tải cái điện năng qua phần cách cánh quạt. Đó là phần mà bộ phận chính mà để làm mát cho cái máy lạnh di động của em. Tự tìm nguyên vật liệu thân thiện môi trường, tự mày mò thực hiện, máy lạnh di động của Tấn Tài hoạt động dựa trên cơ chế hấp thụ nguồn năng lượng mặt trời. Theo tính toán của Tài, tổng giá thành sản phẩm dự kiến đến người tiêu dùng khoảng 2,5 triệu đồng một máy. Cảm nhận của em về cái sản phẩm này thì về cái độ mát thì không thua một cái chiếc máy lạnh. Thật sự nó rất mát và cái sản phẩm này cũng rất là sáng tạo. Tức là nó có thể linh động hơn so với chiếc máy lạnh bởi vì nó có thể mang đi được ở nhiều nơi. Và đặc biệt là cái kết cấu của nó không quá cồng kềnh. Đây là một trong những cái sản phẩm có tiềm năng thương mại hóa rất là cao. Bởi vì là bạn có thể tận dụng những cái sản phẩm vừa tiết kiệm chi phí vừa dễ tìm. Qua đó thì mình cũng cảm thấy rất là tự hào khi mà ngành thiết kế đã giúp cho bạn có thể định hướng cũng như là phát triển được cái năng lực của bản thân. Và những cái sản phẩm của Tài ngày hôm nay cũng là một cái minh chứng để cho thấy rằng là bạn hoàn toàn có thể phát triển được cái ước mơ cũng như là hy vọng của mình trong tương lai. Về định hướng hoàn thiện của sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng thì chắc chắn em sẽ phải thay đổi về mặt thiết kế. Ví dụ em sẽ thay đổi theo từng phong cách của nhóm khách hàng, ví dụ như là về mặt sang trọng, cổ điển, v.v.
vân vân, bởi vì đó là chuyên ngành học mà em đang theo đuổi tại trường. Em sẽ làm ra một nắp đậy cho bình ắc quy để nhìn cho nó đẹp mắt và hoàn thiện hơn. Từ phục vụ cho yêu cầu của việc học và nhu cầu tránh nóng của bản thân, sinh viên Trương Tấn Tài đã vận dụng những kiến thức của mình để sáng chế nên máy lạnh di động tiện lợi. Từ đó cũng mở ra con đường nghiên cứu khoa học để giúp Tấn Tài có thêm những sáng chế hữu ích trong tương lai. Dân ạ, và giới sáng kiến vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Đô ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.